Thực ra là ở Dallas, Texas đó là có rất là nhiều quán ăn rất là ngon nha mọi người. Bột nhào rất là thiên á. Tại vì kỳ rồi mà Danny mà đi chuyến đi Cali kỳ rồi á, mà đi Little Tokyo á, thì sushi ở đó thì mặc dù là của người Nhật chính cống á, nhưng mà nó chỉ là ok thôi. Ở Dallas ngon hơn mọi người. Đây, mọi người nhìn hấp dẫn không? Chim chép nướng nha, có trứng trên nữa nè. Rất là ngon mọi người, nó giòn, tươi á, ngọt nữa. Đây là một trong những quán mới mà nhìn cái menu không đã hấp dẫn hết mọi người. Còn đây nè, mọi người thấy nè, cái roll nè, rainbow nè, màu sắc rất là đẹp nha. Thì nó cũng là cá tuna, yellowtail, đại khái là những món cá quen thuộc của sushi. Nhưng mà bây giờ không biết là đi bắt đầu từ đâu đây. Còn bên này nữa nè, cái này là trái bơ với mọi người, bên trong là con tôm Green Valley. Nhìn hấp dẫn không? Đây, để đi thử cái này nha. Ở đây chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn. Nếu mà người nào mà không biết ăn cá sống đó, thì mình sẽ chọn những cái món nướng, những cái món người ta làm chín á, mình có thể ăn được. Giống như là cái này, cái này gọi là gì vậy? Lan kinh hả? Đây. Còn cái món này nè mọi người, super lan kinh nè, nó đã chín sẵn rồi nè, cũng rất là hấp dẫn nha. Thử miếng này nha. Ai mà thích sushi á thì đây là một cái quán thêm một sự lựa chọn ở tại Dallas, Texas nữa mọi người. Hãy thử một lần ghé đi rồi thấy nên giới thiệu như thế nào nha. Mọi người thấy không, màu sắc cực kỳ đẹp ha. Có một chút xíu rau xà lách ở dưới giữa nè. Đây là để Danny thử cái này nha, coi cái nước sốt của nó như thế nào. Cái nước sốt là chanh dây mọi người, có chút xíu một cái gì chua chua. Cái nước sốt rất là ngon và lạ nữa. Cái dĩa đồ ăn lại nhìn hấp dẫn nữa. Hấp dẫn không? Nếu mà ăn giống như người Nhật đó là phải để con mì nó hút một cái rột, một cái nó phải hút kêu từng tiếng mới là ngon, phải không? Ngon lắm, nước vừa ăn. Con mì rất là dai nha. Dai nhưng mà nó chín chứ không phải là nó bị sống. Cho nên lại thêm một món ngon nữa, mì udon. Như vậy là tuần này Danny giới thiệu với mọi người một cái ẩm thực của người Nhật. Quán này là quán mới nha mọi người, cực kỳ ngon, giá cả là phải chăng. Hy vọng là khi mà mọi người ghé đây ăn ngon, hãy nhớ like, share và subscribe.
video của Danny nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau. Bye bye.